chi là ngày vui nhất. Bên nhau có nhau nên ta cũng cười cười. Bạn tôi trung niên làng xóm ngay cạnh bên nhà. Dù bao năm qua có từng mâu thuẫn, vẫn luôn khắc ghi hai chữ láng giềng. Nhờ vậy mà chẳng thấy cô đơn, mà tôi chẳng thấy suy tư gì. Ngày nào mà cũng khai trương vậy, vui ha, vui. Trời ơi, vui gì, mệt cũng học sinh dài nữa nè. Khoan khoan khoan, sao chị? Kim mộc thủy thổ hổ. Đâu rồi, bà quả đâu? Không đâu, không đâu, không đâu. Không. Bà quả bây giờ chắc có lẽ là còn ở trong bếp á, chưa trên chuối nổ lửa lên, chưa xuất hiện được đâu. Trời ơi, cô Hồng lúc nào cũng chậm á, mong cho cổ đúng giờ. Đừng buồn, đừng khóc. Ngày khai trương rất là vui đúng không? Đấy, vui lắm. Rồi đây tặng quà. Rồi buông ra, cảm ơn, cười, cảm ơn, cười. Tặng quà mà sao không được vui vậy? Đừng có xúc động. Nước mắt lưng tròng khóc thiệt. Không thiệt. Rồi, thôi chết rồi. Kiểu này á là bị giật dây có thoại rồi. Vô duyên là thứ nhất. Bạn tôi sắc kỳ quá. Biết rằng là sự thật như vậy mà không nên xúy vô tự thật của người ta. Xin lỗi. Em ơi, nói nghe nè, bình tĩnh nghe chị nói. Thèm ăn cái gì thì cứ ăn. Hả? Chơi bời cái gì cứ chơi thoải mái đi em. Quên. Có phải em ung thư thời kỳ cuối không? Vô duyên lần thứ hai. Bình tĩnh em ơi. Đóng lại. Rồi, bây giờ nói đúng một câu rõ ràng. Vừa khóc vừa nói không ai hiểu. Đúng rồi. Mặt mạo hoàng tử thì sao? Mặt mạo hoàng tử của em là sao? Cô kết trời ơi. Ê Hạnh. Đánh. Hồi xuống. Chú có biết ngô quay đây làm sao chưa? Biết chuyện người ta gì mà tự nhiên cái sồn sồn lên. Có nhớ lần trước không? Nhớ lần trước. Cũng lại con Hồng. Xong rồi tụi mình rồi là kéo nhau đi đánh. Xong rồi bắt lên công an ngủ đêm. Nhớ không? Cũng em không đó. Cũng em không bây giờ nè. Con này hồ đồ chứ mấy con này. Chị hùa với em mới sung dữ vậy chứ. Thôi bây giờ nè. Mọi người bình tĩnh nghe nè. Mọi người lớn rồi nha. Chứ không còn nít nữa. Đúng rồi. Chuyện gì cũng từ từ nói. Đúng rồi. Bây giờ không phải là lần đầu tiên cổ khóc gì. Nó bị hoài. Bây giờ em kể sự tình cho mọi người nghe. Em kể đi nha. Khoan để giữ cho cái mặt đẹp nè. Để em hôi nè. Mấy lần trước cũng kể rồi cũng y chang vậy. Con giống như là đang diễn vậy đó. Em vẫn đẹp không chị? Đẹp. Rồi em kể. Lùng lên.
chàng Bạch Mã hoàng tử của em. Anh Anh là chủ của một phòng tập gym, mặt mày sáng láng, rất là ân cần, dịu dàng, thanh lịch, ấm áp. Mỗi ngày được nhìn thấy anh là em có cảm giác như là cuộc đời của em được nở hoa. Trời ơi. Chị Dạ ơi, sao em thấy này giống như là lời thoại trong phim á? Đúng rồi. Không, em đang diễn không? Tiếng lòng của em thật mà chị. Tiếng lòng này mà tụi mình nghe. Nghe hết rồi. Tiếng lòng nó làm gì? Thôi, bây giờ kể cho nghe. Rồi cái người đó đẹp trai hiểu rồi. Nhưng mà lý do tại sao mà đến nông nổi này? Nói đi. Đúng rồi đó. Một ngày u ám đã đến. Trời ơi. U ám tới. Khổ quá, đóng phim mua biết rồi vậy. Cái con trà xanh nó đã xuất hiện. Trà xanh xuất hiện. Nói lại con gì? Cái con trà xanh nó đã xuất hiện. Trà xanh là người thứ ba đó. Anh bắt đầu lạnh nhạt với em, ân cần với nó, làm trái tim em tan nát. Trời ơi, tao ghét nhất cái con trà xanh này, tao không bao giờ tao than á. Ê Hạnh, nhưng mà đánh ở đâu? Biết địa chỉ không mà đi đây. Nghe em giận đi. Em phải quay trở vô. Tại vì em vừa bước ra, em thấy công an phường. Công an vô em đi nè. Em biết ngay. Nếu mà bây giờ mà em đi theo tụi nó là sẽ bể chuyện. Tôi biết là em đi đánh lộn mà. Rồi. Cho nên em chút tư trọng. Chú Phúc, công an cướp khu vực ở đây có nói với chị rồi. Mỗi lần thấy em dẫn đoàn đi là hiểu rồi ha. Không, tại vì em nhưng mà tư trọng, em quay trở vô liền. Khách đang nhìn. Khách. Dạ, xin lỗi nha, tôi tăng động chút xíu. Ủa, người lại làm cái gì? Bây giờ làm gì? Em quyết định rồi. Chị. Sao? Mình sẽ đổi khai trương ngày khác. Dạ, xin lỗi. Lên xe. Cái gì vậy? Nhỏ nào? Đó. Cái con nhỏ thắt đáy lưng ông đó chị. Trời ơi, nhìn cái mông dảnh đã dễ sợ. Chị còn chảy nước miếng với chị hoàng tử của em. Bây giờ em mới hiểu tại sao Bạch Mã hoàng tử của chị bỏ chị mà theo nhỏ đó. Mình đi về. Sao vậy? Em đâu có lại nhỏ đó. Đúng thiệt không lại. Không, đã phóng lao là phải theo lao. Chị sẽ lao theo em. Lao. Trời, hai thím nó còn hả? Trời. Hai thím nó còn với ông huấn luyện viên đằng kia hả? Ơi, nghe thơ quá. Chị thấy chưa? Nhìn cái giọng điệu của nó là muốn lên máu rồi. Nè cưng à, cưng có biết
trà xanh matcha không? Biết không? Không biết đúng không? Không biết thì bữa nay chị sẽ cho cưng biết nghe chưa? Ủa sao tự nhiên hiếm nhật cái khăn này của tôi? Anh chờ. Ngồi đây. Cưng ơi, đừng có tức giận. Nếu muốn nấu trụng gì thì để từ từ rồi trụng rồi nấu nha. Ủa? Bà làm như tôi hả? Là hủ tiếu bánh canh hay gì muốn trụng thì trụng. Chè này vô mút mấy bà. Cưng à, mấy chị cũng phải dặn dừa đâu mấy cưng. Ủa chứ bà tưởng tôi là dặn dừa hả? Dặn dễ ăn hả? Bà thử mấy bà ngon cho đây kiếm gì thôi. Ôi, bà con ơi, mấy bà dạ đây ăn hiếp tôi nè. Trời ơi, đi sổ quá, sổ quá. Ủa chắc tôi sợ bà hả? Trời ơi, Daddy lên nước gì mà lo quá nhỏ. Có chuyện gì vậy? Trâu già mà khoái gặm cỏ non là có thiệt đó chị à. Đúng rồi đấy. Hai câu nói gì tôi không hiểu gì hết. Trời đất ơi, còn không hiểu nữa hả? Anh nghĩ sao vậy? Đó, sẵn cái gương để anh nhìn vô đi. Cũng lớn tuổi rồi đó, bằng tuổi tôi đó. Bây giờ nếu mình có tình cảm hoặc là có cô đơn đi chăng nữa, tìm cái người mà phù hợp với mình mà yêu đi. Trời đất ơi, chẳng hạn như ai nói luôn, chẳng hạn như là cô Hồng đi. Đó nghĩ sao mà quen với cái loại bé ngọt này, ông sợ người ta cười cho mặt ông hả? Thứ đàn ông bội bạc. Thôi, tôi thấy mấy thím nãy giờ lố rồi đó nha. Cái gì lố? Anh mới là người phải giải quyết cái chuyện này cho rõ ràng giùm tôi nghe chưa? Phải giải quyết rõ ràng cho tôi. Nè anh đừng có nói nữa. Anh nghe nói cho rõ đây nè. Chị Hồng là một người rất xinh đẹp. Lại là diễn viên. Đúng rồi, dù là diễn viên không có thoại nhưng vẫn là diễn viên. Chính xác. Chị đấy dành tình cảm cho anh rất là nhiều. Đúng. Chị ấy đến đây để tập với anh mà nỡ lòng nào anh đối xử với chị như vậy hả? Bỏ người ta đi theo con nhỏ bé ngọt này. Thôi được rồi, tôi nói chỉ là hiểu lầm thôi mà. Đúng là cô Hồng có đến đây tập gym, tôi là huấn luyện viên của cổ, nhưng mà mối quan hệ của chúng tôi chỉ đến đó thôi à. Ba mặt một lời khỏi chối nghe. Kêu chị Hồng vô. Hồng ơi, Hồng ơi. Trời, chị Hồng đâu? Đi đâu có tiêu rồi? Ủa sao kỳ vậy? Cái chuyện này là chuyện của bà mà. Trời ơi. Ủa? Thì ra là đi đánh ghen giùm hả? Trời ơi, mắc cỡ. Quá xấu hổ quá, bây giờ làm sao hả chị? Thôi bây giờ về nha. Không lao theo lao luôn để cái theo lao luôn hả? Theo lao luôn. Rồi, để em. Nè, anh nè. Thì cứ coi như là giữa anh với lại chị Hồng của tôi không có gì đi chăng nữa. Nhưng mà anh cũng phải là làm sao cho xứng đáng cái mặt đàn ông chứ. Ở cái khu phố này á mà anh làm như vậy là nhục nhã cho giới đàn ông lắm. Đúng rồi, tôi yêu cái loại gái mà baby cái gì đó, baby đường hả? Cái gì quên rồi, sugar. Trời ơi. Trời ơi, bà Hồng mới thấy cảnh này cho bà chết tại chỗ. Thiệt đó. Như tôi đã nói, chỉ là hiểu lầm thôi. Sẵn đây á, tôi xin giới thiệu luôn. Đây là Vi, từ Mỹ mới về, là một hot TikToker. Cái gì? TikToker mà đi hát hả? Hát không, hot TikToker. Là người tình của tôi. Trời ơi, khỏi chỗ đi chưa? Người tình kiếp trước thôi, còn kiếp này á là con gái ruột tôi đó. Hả? Con gái ruột? Bất ngờ chưa bà già? Bà còn cười nữa. Bà mới là cái người sung nhất đó. Bà mà không xúi tụi tôi đi đánh ghen ha, thì tụi tôi làm gì mà bị như vậy hả? Ai biểu ngu, ta biểu sao làm vậy. Trời đó. Cô ấy cũng nói. Điều, nói nghe nè. Bây giờ nè, nhìn thẳng vô mắt chị. Nhìn thẳng đây. Bây giờ cho chị nói nha. Thì ra là mình ảo tưởng. Mình tưởng là người ta yêu mình, mà người ta thương mình, thật là không có gì hết, đúng không? Chắc chắn không? Thôi mà. Trời ơi, tức lắm. Thôi đừng có la nó, để cho nó uống miếng sữa cho nó tỉnh táo nè. Dứt khoát là trong cuộc đời mình có ăn phở, đúng không? Có ăn phở, biết cộng giá không? Đó, cái cộng giá đó mà nó còn có cái giá trị hơn là bé yêu đó, bé yêu. Nghĩ người ta đi đánh ghen con gái người ta vậy? Sao vậy? La nó hoài, có phải nó mới lần đầu đâu. Nó mấy lần trước rồi.
Thì thôi mà có gì thì thôi thương thương nó, kiên cho nó chút. Dạ em hên lắm, dạ em nói dạ nghe. Mai là em không đi theo mấy đứa này em đánh ghen. Không thôi là muốn đứa mình bữa nay là lên phường ngủ một đêm nữa rồi đó chị ạ. Qua qua. Để chị nói nó rồi em phân trần nha. Em thích cái gì liên quan tới chính quyền lắm em ha. Đúng rồi, em lên phường biết rồi chị. Như lên phường biết ghiền đúng không chị? Rồi bây giờ em chị nói nghe đi. Em nói nè. Rồi em nói tụi chị. Nhưng mà lần này là em yêu thiệt đó, em nghiêm túc mà. Nè chứ không lẽ là mấy lần trước giả hả? Tại mấy lần trước em diễn lố quá nó mới ra vậy thôi. Diễn viên quần chúng không thoại mà diễn lố. Nè nói gì nói, chị không được xúc phạm đến nghề nghiệp của em đó. Trời, bình tĩnh. Nó nè, bây giờ vậy nè. Bây giờ nhìn thẳng vô mắt chị. Nè, nhìn thẳng mắt chị đây cho chị nói một câu nữa thôi nè. Bắt đầu từ bây giờ. Tiếc lắm. Không có yêu đâu gì nữa nghe chưa? Mệt lắm rồi, nghe nè. Đợi cái bốn đứa này là nó mệt tim dữ lắm. Đúng rồi. Đây là lần cuối cùng đi bắt ghen giùm đó. Nhưng mà em có thấy là làm gì làm Hạnh vẫn là người xung phong đi bảo vệ em không? Đúng, chính nó xác. Nó nói vậy chứ nó vẫn thương em mà. Chính xác. Chị em chơi với nhau lâu năm rồi cho nên thấy em có cái chuyện gì là Hạnh nó ra tay nó giúp giùm em liền. Chị Quỳnh, à? chị già cho em nói nha. Là đây là lần cuối cùng em nói rồi, lần cuối cùng. Lần nào em cũng đi làm chuyện tào lao không à, em sợ quá rồi. Rồi giờ rồi nói người ta rồi ế cả đám đó. Bây giờ thà tôi sống một mình, thà tôi ế nha. Tôi không bao giờ mà tôi yêu với con này hay tôi lấy chồng với bà kia. Ghê lắm. Qua ơi, em đây. Đừng có đụng với hạnh phúc gia đình người khác. Không, cái này em nói thiệt. Mỗi nhà mỗi cảnh nha. Yeah. Chị chống mắt lên coi, mấy bạn của em cũng chống mắt lên coi, một ngày nào đó em gặp duyên đó em. Đúng rồi. Trời em đi theo cái em khóc lóc. Trời ơi em năn nỉ người ta lúc đó là chết nha em. Lúc đó ông bắt bà tôi cười nè. Trời ơi, ai, nói trước cũng không tới đâu nha. Ai cũng có quyền được yêu. Dạ. Tuổi nào cũng có quyền được yêu. Yêu để còn thanh xuân chứ, phải không? Đúng rồi đó. Yêu của em. Chị, ngoài cái chuyện chị em không nói nghe, chị đã yên bề gia thất rồi. Còn cái đây nè, cái nhóm này là ến ế bền vững rồi. Cho nên bây giờ nè, tụi mình phải ủng hộ cho em nó thoát ế đi nha. Giờ em không cần biết, miễn sao em có được bạch bảo hoàng tử của em, làm gì em cũng làm hết. Nói về kế hoạch khu trai hả? Để đó cho tôi. Phụ nữ phải xinh đẹp, thùy mị thì đàn ông mới mê được. Phụ nữ quyến rũ thì đàn ông sẽ phải gục ngã. Vậy là sao? Là thất bại chứ sao? Bill, bây giờ nhìn thẳng vô mắt đây. Nhìn thẳng vô mắt đây. Nói nè, phụ nữ mà yêu là phải độc lập, phải mạnh mẽ lên. Chứ mình yếu mềm làm như vậy làm sao mà chinh phục được, đúng không nè? Người đại 5.0 rồi. Mạnh mẽ lên. Cố lên. Cố lên.